có duyên biết mệnh, tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, được ơn trên ban lộc, gặp may liên tiếp, trúng số cực đậm, tiền vàng ùn ùn kéo về, giàu hơn vua chúa, đúng từ nay tới Tết Nguyên Đán 2025 âm lịch. Thưa quý vị, trời sinh những người tuổi Kỷ Hợi có cá tính mạnh mẽ, kiên định, luôn nhiệt huyết với những việc làm của mình so với những con giáp khác. Người tuổi này luôn không ngừng nỗ lực, cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời, cơ hội làm giàu, thậm chí là xây dựng cuộc sống viên mãn, sung túc không ai sánh bằng. Trong xã hội, người tuổi Kỷ Hợi thường khiến mọi người phải dè chừng vì sự thông minh và quyết đoán của mình. Tử Vi học có nói, trong năm Giáp Thìn 2024, đặc biệt là cuối năm, người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, mệnh bình địa mộc, sẽ gặp được nhiều may mắn. Năm trước và đầu năm nay khó khăn thế nào không biết, nhưng trong dịp cuối năm này sẽ được đền đáp xứng đáng với những gì mình đã cố gắng, nỗ lực. Người tuổi Kỷ Hợi vốn mang mệnh giàu có và trong năm nay họ sẽ tìm được cơ hội làm giàu và sẽ thành công. Từ tháng 10 âm lịch trở đi, sự nghiệp, nhân duyên đến, tài vận đều được cải thiện đáng kể. Điều đặc biệt, mỗi ngày trôi qua, tuổi Kỷ Hợi sẽ tìm thấy niềm vui mới, có quý nhân phù trợ giúp mọi thứ ngày càng tốt đẹp hơn. Và để nắm rõ được vận trình tử vi chi tiết của mình, thì xin mời quý anh chị hãy cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi chi tiết video ngay sau đây. Nghe kỹ mệnh trời, tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 được ơn trên ban lộc, trúng số cực đậm, tiền vàng ùn ùn kéo về, giàu hơn vua chúa từ nay tới Tết Nguyên Đán 2025 âm lịch. Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Hợi 1959. Kỷ Hợi sinh năm 1959, mệnh bình địa mộc, cây mọc đất bằng, khắc sa trung kim, con nhà Thanh Đế, phú quý, xương con heo, tướng tinh con gấu, cuộc đời được Phật Bà Quan Âm độ mạng. Đoán xem số mạng tuổi này, mạng mộc bình địa cây trên đất bằng. Đông xuân cũng thuận ai bằng, hai mùa thuận số có ăn thanh nhàn. Số này có nạn vào thân, gian truân lắm độ phong trần lắm khi. Tha hương lập nghiệp xứ xa, trở về dẫn quý làm ra có tiền. Vợ chồng trắc trở nhiều phen, nếu không thì cũng lòng vòng đôi ba. Kỷ Hợi có số hiền lương, thấy ai ngọt dịu thì thương giúp liền. Số tuổi tu niệm ăn chay, lòng ở nhân đức có ngày làm nên. Cuộc sống, tuổi Kỷ Hợi có khá nhiều hay đẹp trên bước đường công danh và sự nghiệp. Cuộc sống có nhiều hay đẹp về vấn đề tình duyên cũng như về danh phận sau này. Tiền vận có một vài đau khổ, trung vận và hậu vận mới được an nhàn. Tuổi Kỷ Hợi hưởng thọ trung bình vào khoảng từ 62 đến 78 tuổi. Nếu ăn ở gian ác thì sẽ bị giảm kỷ, hiền hòa phúc đức thì sẽ được gia tăng thêm niên kỷ. Tình duyên, tuổi Kỷ Hợi về vấn đề tình duyên chia ra làm 3 giai đoạn như sau. Nếu sanh vào những tháng này, cuộc đời bạn có 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Đó là bạn sanh vào những tháng 5, 7 và 11 âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này thì cuộc đời bạn có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên. Đó là bạn sanh vào những tháng 1, 3, 4, 6, 8 và 12 âm lịch. Nhưng nếu bạn sanh vào những tháng này thì cuộc đời bạn hoàn toàn được hưởng lấy hạnh phúc. Đó là bạn sanh vào những tháng 2, 9 và 10 âm lịch. Gia đạo, công danh, số phải nhờ gia đình thân tộc trong việc làm ăn, phát triển công danh và sự nghiệp. Không có gia đình thì cuộc sống thường bị đảo lộn bất ngờ. Công danh chỉ vào ở khoảng trung bình mà thôi. Về vấn đề sự nghiệp, được vững chắc và có thể hoàn toàn thành đạt vào số tuổi 31 trở đi. Tiền bạc được nhiều may mắn vào thời trung vận và hậu vận. Tuổi hợp cho làm ăn, nếu làm ăn hay giao dịch về tiền bạc, nên lựa những tuổi này hợp nhất cho cuộc đời bạn. Đó là hợp tác làm ăn với những tuổi Kỷ Hợi đồng tuổi, Canh Tý và Nhâm Dần. Lựa chọn vợ chồng, trong sự kết duyên, bạn nên lựa những tuổi này thì sống được cao sang quyền. Đó là bạn kết duyên với những tuổi Kỷ Hợi, Canh Tý, Nhâm Dần, Bính Ngọ. Kết hôn với những tuổi này đời bạn chỉ có một cuộc sống trung bình mà thôi. Đó là kết hôn với các tuổi Giáp Thìn, Mậu Tuất, Ất Mùi, vì những tuổi này chỉ hợp với tuổi bạn về vấn đề tình duyên mà thôi. Nếu kết duyên với những tuổi sau đây, bạn sẽ có thể phải sống một cuộc sống nghèo khổ, bần hàn, vì những tuổi này không hợp với tuổi bạn về tình duyên và cũng không hợp về đường tài lộc. Nên nếu ăn ở với nhau sẽ khó mà xây dựng được sự nghiệp vĩ đại. Đó là các tuổi Tân Sửu, Đinh Mùi. Những năm mà bạn ở vào tuổi này không nên cưới vợ. Nếu cưới vợ thì gặp cảnh xa vắng triền miên. Đó là cưới vào những năm ở vào số tuổi 19, 25, 31, 37, 43,
46 và 55 tuổi. Sanh vào những tháng này bạn sẽ có nhiều vợ, đó là bạn sanh vào những tháng 3, 4, 6, 7 và 12 âm lịch. Vì đây là những tháng dưỡng phát về mặt tình cảm đối với tuổi bạn, nên bạn sẽ có số đào hoa được nhiều người khác phái yêu mến. Những tuổi đại kỵ, nếu gặp những tuổi này không nên kết duyên hoặc hùng hạp làm ăn, sẽ có thể phải gặp cảnh biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời, đó là gặp các tuổi Quý Mão, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Ất Mão, Đinh Dậu, Bính Thân và Tân Mão. Gặp tuổi kỵ trong việc hôn nhân, nếu đã lỡ thương nhau thì nên tránh việc tổ chức hôn lễ linh đình. Nếu trong gia đạo có người gặp tuổi khắc kỵ thì phải coi tùy theo sao hạn từng năm của mỗi người, mỗi tuổi để cúng sao giải hạn, và phải luôn luôn chân thành gian giái thì sẽ được giải hạn. Những năm khó khăn nhất, tuổi Kỷ Hợi trong cuộc đời có những năm khó khăn nhất, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 21, 27 và 33 tuổi. Những năm này đề phòng tai nạn hay có hao tài, làm ăn việc gì cũng nên cẩn thận đề phòng. Tốt hơn hết là trong những năm này bạn đừng nên tính chuyện làm ăn lớn lao để tránh sự thất bại bất ngờ. Ngày, giờ xuất hành hợp nhất, tuổi Kỷ Hợi xuất hành vào giờ lẻ, ngày lẻ và tháng chẵn thì hợp nhất, làm ăn tốt đẹp, không sợ bị thất bại, vì những ngày giờ trên là những ngày giờ đại lợi. Năm 2024 thực sự là một năm đầy thử thách đối với quý vị tuổi Kỷ Hợi 1959. Cuộc sống không dễ dàng khi quý vị phải đối mặt với nhiều khó khăn ở nhiều phương diện, đặc biệt là trong công việc. Sự cạnh tranh khốc liệt đã không ít lần khiến quý vị cảm thấy áp lực, những thách thức từ thị trường hay những biến động bất ngờ trong kinh doanh. Tài chính có lúc tưởng chừng đã làm chùn bước ý chí của quý vị. Công việc nhiều khi không thuận lợi như mong đợi, và việc đạt được thành công trong thời gian qua đòi hỏi quý vị phải nỗ lực gấp nhiều lần so với những năm trước. Không chỉ công việc, tài chính của quý vị cũng gặp phải những trở ngại đáng kể, những khoản chi tiêu lớn bất ngờ phát sinh. Những đầu tư không sinh lời ngay lập tức đã làm tăng thêm gánh nặng trên đôi vai quý vị. Điều này khiến quý vị lo lắng, đôi khi mất ngủ vì những suy nghĩ về tương lai tài chính của gia đình. Trong bối cảnh đó, áp lực không chỉ đến từ những con số mà còn từ trách nhiệm phải duy trì ổn định cho gia đình, cho những người mà quý vị yêu thương. Thêm vào đó, trong cuộc sống gia đình, quý vị cũng gặp phải không ít khó khăn. Những bất đồng, tranh cãi giữa các thành viên trong nhà đã dần nảy sinh, có những lúc tưởng chừng như sự xa cách đã lớn dần, khiến cho không khí gia đình trở nên ngột ngạt, căng thẳng. Quý vị phải đối mặt với việc dung hòa giữa những trách nhiệm của một người làm kinh tế và một người bảo vệ sự ấm êm cho gia đình. Điều này càng làm tăng thêm nỗi lo và gánh nặng tinh thần mà quý vị phải gánh chịu trong năm nay. Tuy nhiên, giữa bối cảnh khó khăn và áp lực không ngừng gia tăng, điều quý vị cần ghi nhận là sự kiên nhẫn và lạc quan mà mình đã duy trì trong suốt chặng đường vừa qua. Chính nhờ sự vững vàng này mà quý vị dần tìm được cách vượt qua từng trở ngại. Sự nhẫn nại không chỉ là một phẩm chất cá nhân, mà còn là kim chỉ nam giúp quý vị duy trì cân bằng trong những tình huống khó khăn nhất. Với một tâm hồn lạc quan, quý vị không dễ bị khuất phục trước nghịch cảnh. Thay vào đó, quý vị xem những thử thách như một bài học quý giá, giúp rèn rũa tinh thần và khả năng thích nghi. Từ giờ cho đến cuối năm 2024, ánh sáng cuối đường hầm đang dần xuất hiện. Vận trình của quý vị đang có những chuyển biến tích cực rõ rệt. Sau khoảng thời gian phải đối mặt với hàng loạt biến cố, công việc của quý vị sẽ bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc. Những dự án, kế hoạch đã bị đình trệ hoặc gặp khó khăn trước đó, giờ đây sẽ có cơ hội phục hồi và tiến triển tốt hơn. Công việc ổn định hơn không chỉ mang lại cho quý vị niềm tin mà còn giúp giảm bớt gánh nặng tài chính. Những khoản thu nhập dần dần được cải thiện, quý vị có thể bắt đầu tích lũy và cảm thấy yên tâm hơn về tình hình kinh tế của bản thân và gia đình. Không chỉ có công việc, cuộc sống gia đình của quý vị cũng dần trở nên hài hòa hơn. Những mâu thuẫn, hiểu lầm trước đây sẽ được hóa giải và các thành viên trong gia đình sẽ tìm thấy sự gắn kết trở lại. Thời gian qua đã giúp quý vị nhận ra giá trị của sự yêu thương, cảm thông và tôn trọng lẫn nhau. Điều này khiến gia đạo quý vị ngày càng trở nên hạnh phúc, hòa thuận hơn. Sự ấm cúng và đồng lòng của gia đình sẽ trở thành nguồn động viên lớn, giúp quý vị vượt qua những giai đoạn khó khăn trong tương lai. Giờ đây, khi nhìn lại một năm đầy sóng gió, quý vị có thể tự hào vì đã mạnh mẽ và kiên trì. Những khó khăn của năm 2024 không làm quý vị gục ngã, mà ngược lại, chúng giúp quý vị trưởng thành hơn, cả trong suy nghĩ lẫn cách hành xử. Đây cũng là thời điểm để quý vị dành cho bản thân một chút thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần và kế hoạch cho một năm mới tốt đẹp hơn.
Tết Nguyên Đán 2025 đang dần đến gần và đây sẽ là thời gian để quý vị hưởng thụ thành quả của sự nỗ lực không ngừng. Một cái Tết đầm ấm, thịnh vượng sẽ là phần thưởng xứng đáng sau một năm đầy gian nan. Hãy dành thời gian này để chăm sóc bản thân, hòa mình vào không khí gia đình và cùng nhau hướng đến những điều tốt đẹp hơn trong năm mới. Đừng quên rằng những bài học mà quý vị thu nhận trong năm qua sẽ là hành trang quý giá, giúp quý vị tự tin hơn, mạnh mẽ hơn khi bước vào những thử thách tiếp theo trong cuộc đời. Phương diện sự nghiệp cuối năm 2024. Bước vào những tháng cuối cùng của năm 2024, sự nghiệp của người tuổi Kỷ Hợi 1959 sẽ đón nhận nhiều chuyển biến tích cực, mang đến những cơ hội và sự phát triển vượt bậc. Sau một khoảng thời gian dài phải đối mặt với vô vàn thách thức, áp lực trong công việc dần được giải tỏa. Những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua, giờ đây sẽ dần dần được tháo gỡ nhờ vào sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ của quý vị. Có thể trong những tháng trước, quý vị đã phải đối mặt với sự trì trệ, những rào cản và sự thiếu ổn định trong sự nghiệp. Mọi thứ dường như đứng yên hoặc đi ngược lại những kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, cuối năm 2024 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi quý vị bắt đầu nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ những người xung quanh, từ đồng nghiệp, cấp trên, cho đến những mối quan hệ ngoài xã hội. Sự giúp đỡ này không chỉ giúp quý vị vượt qua khó khăn mà còn mở ra những hướng đi mới, những cơ hội lớn mà trước đây có thể quý vị chưa từng nghĩ tới. Lúc này, quý vị sẽ thấy rõ sự thay đổi trong môi trường công việc khi các kế hoạch dài hạn bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc. Đây là thời điểm vàng để quý vị tập trung cao độ vào việc thực hiện những mục tiêu quan trọng mà mình đã ấp ủ, những dự án bị đình trệ hoặc những ý tưởng chưa kịp triển khai trong thời gian qua. Giờ đây có cơ hội được khởi động lại và với năng lượng tích cực từ vận trình, quý vị sẽ cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Điều quan trọng là quý vị cần tận dụng tối đa các cơ hội mới xuất hiện. Cuối năm luôn là thời gian bận rộn, nhưng cũng là thời điểm thuận lợi để thúc đẩy những kế hoạch đang dang dở. Quý vị không chỉ cần linh hoạt trong việc nắm bắt cơ hội mà còn phải có chiến lược rõ ràng, sắc bén trong từng bước đi. Đây là lúc để thể hiện sự nhạy bén và tầm nhìn xa, khi những gì quý vị đầu tư vào lúc này sẽ mang lại thành quả đáng kể trong thời gian tới. Sự nghiệp của quý vị trong cuối năm 2024 không chỉ dừng lại ở việc vượt qua khó khăn mà còn có thể đạt được những thành tựu mới. Những nỗ lực trong suốt năm qua dù đã từng gặp trở ngại, giờ đây sẽ bắt đầu đơm hoa kết trái. Quý vị sẽ cảm nhận được sự tiến bộ rõ rệt trong công việc, với những thành công nhỏ dần tạo nền tảng cho những đột phá lớn hơn. Đây không chỉ là sự phục hồi sau những khó khăn mà còn là thời kỳ hứa hẹn những bước tiến mạnh mẽ trong tương lai. Cuối năm 2024 sẽ là khoảng thời gian mang lại cho quý vị cảm giác yên tâm và hài lòng khi nhìn lại những gì đã trải qua. Mọi sự cố gắng không chỉ đơn thuần là để vượt qua khó khăn mà còn là để tiến xa hơn, vững vàng hơn. Quý vị sẽ thấy rõ rằng sự kiên nhẫn, bền bỉ trong suốt năm qua đã giúp mình đạt được những thành quả xứng đáng. Sự nghiệp của quý vị không chỉ đứng vững mà còn có cơ hội vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Phương diện tài lộc cuối năm 2024. Trong những tháng cuối năm 2024, tài vận của người tuổi Kỷ Hợi 1959 sẽ có nhiều bước tiến vượt bậc, mang lại sự cải thiện rõ rệt và ổn định về mặt tài chính. Đây là giai đoạn mà quý vị có thể bắt đầu gặt hái những thành quả từ những nỗ lực và đầu tư đã được thực hiện từ trước. Những dự án, công việc tưởng chừng đã khép lại hoặc chưa mang lại lợi nhuận trong quá khứ, giờ đây sẽ bất ngờ đem lại nguồn thu nhập đáng kể, giúp quý vị có thể dễ dàng cân bằng tài chính và cảm thấy yên tâm hơn về vấn đề tiền bạc. Sự ổn định về tài chính trong thời điểm này không chỉ đến từ những nguồn thu nhập thường xuyên mà còn có thể xuất phát từ các khoản đầu tư dài hạn. Những gì quý vị đã bỏ công sức, thời gian và tiền bạc vào trước đây, dù là trong lĩnh vực kinh doanh, bất động sản hay các kế hoạch tài chính khác, giờ đây bắt đầu nở hoa kết trái. Quý vị sẽ cảm nhận được dòng tiền trở lại một cách đều đặn, không chỉ giúp quý vị giải quyết các vấn đề tài chính hiện tại mà còn tạo cơ hội cho những kế hoạch mới trong tương lai. Những tháng cuối năm cũng là thời điểm lý tưởng để quý vị cân nhắc thực hiện những giao dịch lớn, các thương vụ đầu tư mới, các hợp đồng hay việc mở rộng quy mô kinh doanh có thể đem lại những tiềm năng lớn về tài chính trong tương lai. Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây là quý vị cần giữ sự tỉnh táo và thận trọng trong từng quyết định. Dù tài vận có vẻ đang thuận lợi, quý vị vẫn nên tính toán kỹ lưỡng, xem xét từng khía cạnh của mỗi giao dịch để tránh rủi ro,
Sự cân nhắc kỹ càng sẽ giúp quý vị không chỉ đạt được những thành công trước mắt mà còn bảo toàn được nguồn tài chính cho những kế hoạch dài hạn. Ngoài ra, đây cũng là lúc để quý vị xem xét lại các khoản chi tiêu của mình. Việc cân đối giữa thu nhập và chi phí luôn là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự bền vững về mặt tài chính. Dù dòng tiền đang dồi dào, quý vị vẫn nên thận trọng trong việc quản lý tài sản, tránh tiêu xài phung phí hoặc đầu tư vào những lĩnh vực không rõ ràng. Cân nhắc cẩn trọng và tiết kiệm sẽ là chìa khóa giúp quý vị duy trì sự ổn định và tiếp tục phát triển tài lộc trong tương lai. Cuối cùng, tài lộc dồi dào trong những tháng cuối năm không chỉ mang lại sự thịnh vượng về mặt vật chất mà còn giúp quý vị cảm thấy an tâm hơn về mặt tinh thần. Việc có một nguồn tài chính ổn định sẽ giúp quý vị bớt lo lắng, tạo ra không gian và thời gian để tập trung vào những khía cạnh khác của cuộc sống. Quý vị sẽ có nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân, dành sự quan tâm cho gia đình và những người thân yêu, cũng như chuẩn bị chu đáo hơn cho những kế hoạch trong năm mới. Như vậy, từ đây cho đến cuối năm 2024, tài lộc của người tuổi Kỷ Hợi không chỉ có sự ổn định mà còn hứa hẹn nhiều cơ hội phát triển. Điều quan trọng là quý vị cần duy trì sự cẩn trọng, khôn ngoan trong từng quyết định tài chính của mình để đảm bảo rằng vận may này sẽ kéo dài và mang lại sự thịnh vượng lâu dài. Phương diện sức khỏe cuối năm 2024. Trong những tháng cuối năm 2024, sức khỏe của quý vị cần được đặt lên hàng đầu, đặc biệt khi các dấu hiệu về sự mệt mỏi và căng thẳng tích tụ có thể bắt đầu xuất hiện rõ ràng hơn. Quý vị có thể cảm thấy cơ thể đôi lúc không còn đủ linh hoạt và sức bền như trước, và đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy quý vị cần phải quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Đặc biệt, hai hệ cơ quan mà quý vị cần đặc biệt chú trọng trong thời gian này là hệ hô hấp và hệ tiêu hóa. Cuộc sống bộn bề và áp lực công việc có thể đã khiến quý vị bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo nhỏ từ cơ thể, những triệu chứng như khó thở, đau rát họng hoặc tình trạng khó tiêu. Đầy bụng có thể trở nên thường xuyên hơn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn tác động tiêu cực đến tinh thần của quý vị. Khi cảm giác mệt mỏi kéo dài sẽ làm giảm đi động lực và năng lượng hàng ngày. Đây là lúc quý vị cần dành thời gian để lắng nghe cơ thể mình. Việc duy trì một chế độ nghỉ ngơi hợp lý sẽ là yếu tố quan trọng để giúp quý vị cải thiện sức khỏe. Trong những tháng cuối năm, khi công việc và cuộc sống có thể trở nên bận rộn hơn, điều quan trọng là phải biết dừng lại, cho cơ thể cơ hội được nghỉ ngơi và hồi phục. Đừng quá mải mê với công việc mà quên mất sức khỏe cá nhân. Những phút giây nghỉ ngơi chất lượng không chỉ giúp quý vị lấy lại sức lực mà còn giúp tinh thần thoải mái, thư giãn hơn. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống điều độ là chìa khóa vàng để duy trì sự ổn định cho cả hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể. Quý vị cần chú ý hơn đến những bữa ăn hàng ngày, tránh việc ăn uống không đúng giờ hoặc tiêu thụ quá nhiều thức ăn nhanh, dầu mỡ, đặc biệt hãy bổ sung thêm rau xanh, hoa quả tươi và các thực phẩm giàu chất xơ vào thực đơn của mình, vì chúng sẽ hỗ trợ tốt cho hệ tiêu hóa và giúp cơ thể hoạt động trơn tru hơn. Để duy trì một cơ thể khỏe mạnh trong thời điểm cuối năm, việc tập luyện thể dục đều đặn cũng không thể thiếu, dù công việc bận rộn hay cuộc sống đầy áp lực. Quý vị nên cố gắng dành ra ít nhất 30 phút mỗi ngày cho các hoạt động thể thao nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hoặc đạp xe. Những bài tập này không chỉ giúp cơ thể dẻo dai, nâng cao sức đề kháng mà còn cải thiện hệ hô hấp, giúp phổi hoạt động tốt hơn và duy trì trạng thái tinh thần sảng khoái. Ngoài ra, việc duy trì thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng là điều cần thiết. Đừng chờ đến khi cơ thể có dấu hiệu suy giảm rõ rệt mới tìm đến bác sĩ. Hãy chủ động theo dõi sức khỏe của mình thông qua các buổi khám định kỳ. Việc phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn sẽ giúp quý vị có hướng điều chỉnh kịp thời, ngăn ngừa những bệnh tật có thể phát triển thành vấn đề nghiêm trọng. Tóm lại, từ giờ đến cuối năm, quý vị cần phải đặt sức khỏe lên ưu tiên hàng đầu. Không chỉ đơn giản là việc tránh làm việc quá sức, mà còn là sự kết hợp giữa việc nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống điều độ và tập luyện thường xuyên. Chỉ khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, quý vị mới có thể tận hưởng những thành quả từ công việc và cuộc sống, cũng như chuẩn bị tốt nhất cho những kế hoạch quan trọng trong tương lai. Hãy nhớ rằng, sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà quý vị cần bảo vệ và chăm sóc mỗi ngày. Phương diện tình cảm, gia đạo cuối năm 2024. Trong những tháng cuối năm 2024, gia đình của quý vị sẽ bước vào giai đoạn hòa thuận, ấm cúng, mang lại cho mọi thành viên cảm giác bình yên và an vui hơn bao giờ hết. Sau một thời gian có thể đã trải qua nhiều mâu thuẫn nhỏ hay những bất đồng trong quan điểm,
mọi chuyện giờ đây dường như sẽ dần được hóa giải. Những hiểu lầm trong giao tiếp, những căng thẳng do áp lực cuộc sống, công việc này sẽ tan biến, nhường chỗ cho sự thấu hiểu và thông cảm giữa các thành viên trong gia đình. Đặc biệt, trong những tháng cuối năm, không khí gia đình sẽ trở nên ấm áp và đoàn kết hơn. Có thể, những lần xung đột nhỏ trước đây đã khiến mối quan hệ trong gia đình có phần xa cách. Nhưng giờ đây, sự kiên nhẫn và lòng bao dung của mọi người sẽ giúp mọi hiểu lầm được giải quyết. Các thành viên trong gia đình sẽ tìm lại được sự đồng cảm, thấu hiểu nhau hơn, cùng nhau xây dựng lại những mối liên kết bền chặt. Từng bữa cơm chung, từng câu chuyện chia sẻ sẽ giúp tình cảm gia đình thêm phần khăng khít, tạo nên một không gian sống ngập tràn sự an yên và hài hòa. Cuối năm, khi Tết Nguyên Đán đang cận kề, gia đình của quý vị sẽ có thêm cơ hội để quây quần bên nhau, cùng nhau chuẩn bị cho một cái Tết đầy niềm vui và hạnh phúc. Những khoảnh khắc tất bật chuẩn bị cho Tết không chỉ mang lại niềm hân hoan mà còn giúp mọi người gắn bó hơn, mỗi người một tay. Từ việc dọn dẹp nhà cửa, trang trí cho đến việc sắm sửa đồ Tết, tất cả sẽ diễn ra trong không khí đầy sự hợp tác và hào hứng. Không khí gia đình lúc này sẽ không chỉ tràn ngập sự hân hoan vì chuẩn bị đón năm mới, mà còn là những khoảnh khắc gắn kết tình thân, nơi mà mọi người có thể cùng nhau chia sẻ những dự định cho năm mới, hồi tưởng lại những kỷ niệm đã qua và thể hiện sự yêu thương, trân trọng lẫn nhau. Những niềm vui nhỏ bé ấy sẽ góp phần thắp lên ngọn lửa yêu thương trong gia đình, khiến ai nấy đều cảm nhận được sự ấm áp của tình thân. Tuy nhiên, để duy trì sự yên ấm và hòa thuận trong gia đình, quý vị cũng cần dành thời gian lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ nhiều hơn với những người thân yêu. Hãy luôn biết trân trọng từng khoảnh khắc bên gia đình, vì đó chính là nơi để quý vị trở về sau mỗi ngày dài mệt mỏi. Một lời hỏi han, một sự quan tâm đúng lúc sẽ giúp giải tỏa mọi căng thẳng, tạo nên sự thoải mái và gần gũi giữa các thành viên. Hơn nữa, không chỉ là việc hóa giải các mâu thuẫn, mà tình cảm gia đình còn cần được xây dựng và vun đắp mỗi ngày. Những hành động nhỏ như dành thời gian cùng nhau, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn hay thậm chí là đơn giản cùng nhau thưởng thức những bữa cơm ấm cúng cũng sẽ góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa các thành viên. Quý vị sẽ cảm nhận được rằng, gia đình không chỉ là nơi để quay về mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là nguồn động lực lớn lao để tiếp tục cố gắng trong cuộc sống. Cuối cùng, với sự hòa thuận trong gia đạo, không khí Tết năm nay chắc chắn sẽ trở nên đầy đủ niềm vui, hạnh phúc và trọn vẹn hơn. Từng nụ cười, từng ánh mắt hân hoan sẽ làm cho không gian ngôi nhà ngập tràn sự ấm áp, là dấu hiệu cho một năm mới đầy hy vọng và những điều tốt đẹp đang chờ đón phía trước. Tử vi chi tiết các tháng cuối năm 2024. Tử vi tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi 2024. Tháng 10 âm lịch của năm 2024 đánh dấu một bước chuyển mình đầy tích cực cho người tuổi Ất Hợi, đặc biệt là về mặt tài vận. Đây là thời điểm mà vận may về tài chính bắt đầu khởi sắc, mở ra những cơ hội lớn trong công việc, kinh doanh và đầu tư. Quý vị sẽ nhận thấy rằng, những nỗ lực đã bỏ ra từ trước đến nay dần được đền đáp xứng đáng, mang lại những khoản lợi nhuận đáng kể, giúp tình hình tài chính ổn định và phát triển hơn so với trước đây. Nếu quý vị đang tham gia vào các hoạt động kinh doanh, đây sẽ là thời điểm tuyệt vời để mở rộng quy mô hoặc thực hiện những dự án mới. Những cơ hội bất ngờ có thể đến từ đối tác, khách hàng hoặc những lời mời hợp tác kinh doanh. Nếu biết tận dụng tốt các mối quan hệ hiện có, quý vị có thể sẽ đạt được thành công vượt ngoài mong đợi. Sự may mắn dường như đang đứng về phía quý vị, biến những ý tưởng và kế hoạch trở thành hiện thực. Về mặt đầu tư, tháng này cũng hứa hẹn sẽ mang lại những kết quả khả quan. Những khoản đầu tư đã được thực hiện từ trước có thể bắt đầu sinh lời, đem đến nguồn thu nhập đáng kể. Tuy nhiên, không nên quá mạo hiểm hay vội vàng quyết định trong những lĩnh vực mà quý vị chưa hiểu rõ. Hãy luôn giữ sự thận trọng và lắng nghe trực giác của mình, đồng thời kết hợp với những phân tích cụ thể trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Tháng 10 âm lịch là thời điểm tài vận thuận lợi, nhưng nếu chủ quan hoặc tham lam, quý vị có thể bỏ lỡ cơ hội hoặc gặp phải rủi ro không mong muốn. Mặc dù tài chính có nhiều dấu hiệu khởi sắc, nhưng đây cũng là lúc quý vị cần đặc biệt chú ý đến việc quản lý chi tiêu. Dòng tiền có thể đang đổ về, nhưng nếu không biết cách sử dụng hợp lý, những khoản chi tiêu không cần thiết có thể khiến quý vị rơi vào trạng thái tài chính căng thẳng. Đôi khi với sự thoải mái về tiền bạc, ta dễ dàng bị cuốn vào việc chi tiêu quá mức cho những thứ không thực sự cần thiết. Hãy giữ sự cân nhắc cẩn thận trước khi quyết định mua sắm, đầu tư hoặc chi tiêu cho những mục tiêu dài hạn.
Thời điểm cuối năm thường là khoảng thời gian mà mọi người có xu hướng chi tiêu nhiều hơn cho các kế hoạch cá nhân, gia đình và công việc. Tuy nhiên, quý vị cần đảm bảo rằng các khoản chi đều được tính toán cẩn thận, đặc biệt là các chi phí lớn. Hãy ưu tiên cho những mục tiêu tài chính dài hạn, giữ lại một phần tiền để dự phòng cho những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong tương lai. Sự tỉnh táo trong việc quản lý tiền bạc sẽ giúp quý vị duy trì được sự ổn định lâu dài và tận hưởng thành quả một cách bền vững. Ngoài ra, tháng 10 âm lịch này cũng là dịp để quý vị xem xét lại các kế hoạch tài chính của mình, đảm bảo rằng mọi thứ đang đi đúng hướng. Hãy đánh giá lại các khoản đầu tư, xem xét những dự án có thể mang lại lợi nhuận cao nhất và loại bỏ những yếu tố rủi ro không cần thiết. Việc dành thời gian để lập kế hoạch tài chính và điều chỉnh chiến lược sẽ giúp quý vị tận dụng tốt nhất các cơ hội trong thời gian này. Tóm lại, tháng 10 âm lịch sẽ là thời điểm đầy may mắn và thuận lợi cho tài vận của quý vị, nhưng cũng đòi hỏi sự khéo léo trong quản lý tài chính. Nếu biết tận dụng cơ hội một cách hợp lý và không vội vàng, quý vị sẽ có thể đạt được thành công, không chỉ trong công việc mà còn trong việc xây dựng nền tảng tài chính vững chắc cho tương lai. Tử vi tháng 11 âm lịch, Bính Tý 2024. Tháng 11 âm lịch năm 2024 sẽ là một tháng tràn đầy hy vọng và cơ hội cho những người tuổi Kỷ Hợi. Đây chính là khoảng thời gian mà quý vị sẽ cảm nhận được sự hiện diện của quý nhân phù trợ, mang lại may mắn và giúp các công việc diễn ra một cách thuận lợi hơn bao giờ hết. Những mối quan hệ trong công việc sẽ dần trở nên hài hòa, tạo ra bầu không khí tích cực và thúc đẩy quý vị phát triển mạnh mẽ hơn trong những dự án mà mình đang theo đuổi. Sự hỗ trợ từ những người xung quanh sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ giúp quý vị vượt qua những trở ngại trước đây. Các đồng nghiệp, đối tác hoặc bạn bè có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu cơ hội mới, giúp quý vị mở rộng mạng lưới kinh doanh. Đây là thời điểm lý tưởng để quý vị tìm kiếm sự hợp tác, từ đó phát triển và mở rộng quy mô hoạt động. Những kế hoạch lớn mà quý vị đã ấp ủ từ lâu sẽ có cơ hội trở thành hiện thực khi những ý tưởng được kích thích và thực hiện một cách thuận lợi. Trong lĩnh vực kinh doanh, tháng này là lúc quý vị có thể tự tin đầu tư vào các dự án mới hoặc mở rộng hoạt động của doanh nghiệp. Sự hỗ trợ từ quý nhân sẽ mang đến cho quý vị những quyết định sáng suốt và những bước đi đúng đắn. Quý vị có thể nhận được những lời khuyên quý báu từ những người có kinh nghiệm. Điều này sẽ giúp quý vị định hướng rõ ràng hơn trong việc phát triển kinh doanh và giải quyết những vấn đề khó khăn. Quan hệ xã hội cũng sẽ là một yếu tố quan trọng trong tháng này. Quý vị nên tích cực tham gia các hoạt động giao lưu, kết nối với những người có tầm ảnh hưởng hoặc chuyên môn trong lĩnh vực của mình. Những cuộc gặp gỡ này không chỉ mở ra những cơ hội hợp tác mới, mà còn giúp quý vị học hỏi được nhiều điều bổ ích từ kinh nghiệm của người khác. Hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho những cuộc trò chuyện thú vị, nơi mà những ý tưởng sáng tạo có thể nảy sinh và giúp quý vị tạo ra bước đột phá trong công việc. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội và thuận lợi, quý vị cũng cần chú ý đến việc duy trì sự khiêm tốn và khiêm nhường trong các mối quan hệ, dù được quý nhân phù trợ. Điều quan trọng là quý vị vẫn cần phải nỗ lực và thể hiện năng lực của bản thân, đừng để sự tự mãn làm mờ đi tầm nhìn và khả năng đánh giá. Hãy luôn nhớ rằng, thành công bền vững chỉ đến với những ai không ngừng học hỏi và cải thiện bản thân. Tháng 11 âm lịch cũng là thời điểm thích hợp để quý vị xem xét lại các mục tiêu mà mình đã đặt ra trong năm. Hãy dành thời gian để đánh giá tiến độ của những kế hoạch và dự án của mình, từ đó điều chỉnh nếu cần thiết, để đảm bảo rằng mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng. Sự chủ động trong việc quản lý mục tiêu sẽ giúp quý vị không chỉ đạt được những gì đã đề ra, mà còn có thể khám phá ra những cơ hội mới mà mình chưa từng nghĩ đến. Cuối cùng, hãy tận hưởng tháng 11 này với tâm thế lạc quan và mở lòng với mọi cơ hội đến với mình. Với sự phù trợ của quý nhân, quý vị sẽ có nhiều trải nghiệm quý giá và những thành công đáng ghi nhận. Tháng này sẽ là một bước ngoặt, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho tương lai, nơi mà những ước mơ và hoài bão của quý vị có thể từng bước trở thành hiện thực. Tử vi tháng 12 âm lịch, Đinh Sửu 2024. Tháng 12 âm lịch không chỉ là tháng cuối cùng của năm mà còn là thời khắc tuyệt đẹp, mang đến cho người tuổi Kỷ Hợi những niềm vui trọn vẹn và sự viên mãn. Đây là khoảng thời gian quý giá, nơi mọi nỗ lực và vất vả trong suốt một năm qua dường như được đền đáp xứng đáng, giúp quý vị có cơ hội tận hưởng thành quả mà mình đã cố gắng xây dựng. Không khí Tết đang đến gần và gia đình quý vị sẽ trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết. Những giây phút quây quần bên nhau, cùng chia sẻ những câu chuyện, tiếng cười và niềm vui sẽ làm ấm lòng mọi thành viên trong gia đình,
những món ăn truyền thống đầy ý nghĩa sẽ được chuẩn bị, mang theo hương vị của sự đoàn tụ và yêu thương. Đây chính là lúc để quý vị thấu hiểu hơn về giá trị của gia đình và tình yêu thương, nơi mà những kỷ niệm đẹp sẽ được ghi dấu trong tâm trí mỗi người. Về mặt tài chính, tháng 12 hứa hẹn sẽ là thời điểm dồi dào tài lộc, mang lại sự sung túc cho quý vị. Những khoản đầu tư và công việc trước đó sẽ mang lại kết quả tích cực, giúp cải thiện tình hình tài chính. Quý vị có thể cảm nhận được sự ổn định và những nguồn thu nhập mới, tạo điều kiện thuận lợi để chuẩn bị cho một cái Tết đầy đủ và thịnh vượng. Không chỉ là sự sung túc về vật chất, mà còn là niềm vui và hạnh phúc mà tiền bạc mang lại. Trong bầu không khí rộn ràng của tháng 12, quý vị hãy dành thời gian để tự thưởng cho bản thân và những người xung quanh. Có thể là một chuyến đi du lịch ngắn, một bữa tiệc ấm cúng với bạn bè, hoặc đơn giản chỉ là những phút giây thư giãn bên gia đình. Những trải nghiệm này không chỉ giúp quý vị giải tỏa căng thẳng, mà còn là cách để tạo thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong dịp cuối năm. Bên cạnh việc tận hưởng thành quả, đây cũng là thời điểm lý tưởng để quý vị xem xét lại các mục tiêu cá nhân và hoạch định cho tương lai. Hãy dành thời gian để suy ngẫm về những gì đã đạt được trong năm qua, cũng như những điều cần cải thiện để có một khởi đầu mới mạnh mẽ hơn trong năm tới. Việc nhìn lại những gì đã qua sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về bản thân và định hình hướng đi trong tương lai. Cuối cùng, tháng 12 âm lịch sẽ là một chương đầy ý nghĩa trong cuộc đời quý vị, không chỉ mang lại niềm vui và tài lộc, mà còn là cơ hội để quý vị trân trọng và ghi nhớ những điều quý giá nhất trong cuộc sống. Hãy mở lòng đón nhận mọi niềm vui, sự may mắn và yêu thương, để biến tháng cuối cùng của năm thành một kỷ niệm khó quên, chào đón một năm mới tràn đầy hy vọng và thành công. Cách hóa giải vận hạn cuối năm 2024. Khi năm 2024 đang dần khép lại, tuổi Kỷ Hợi có thể cảm nhận được những vận hạn và thử thách còn đọng lại để giải quyết và hóa giải những vận hạn này. Quý vị cần chú trọng đến nhiều khía cạnh trong cuộc sống, từ việc giữ gìn phong thủy nhà cửa cho đến việc thực hiện những hành động mang tính tích cực. Trước tiên, việc bảo vệ và cải thiện phong thủy trong không gian sống của quý vị là điều vô cùng quan trọng. Một ngôi nhà hài hòa không chỉ mang lại cảm giác bình yên, mà còn giúp xua tan đi những vận xui. Quý vị nên xem xét lại cách bài trí đồ đạc trong nhà, đảm bảo rằng mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp và hợp lý. Các yếu tố như ánh sáng, màu sắc và không khí cũng cần được chăm chút, tạo nên một gian sống tươi mới và đầy sức sống. Đặc biệt, việc cúng bái tổ tiên đúng cách không chỉ thể hiện lòng hiếu kính, mà còn là cách để thu hút những nguồn năng lượng tích cực, giúp gia đình thêm bình an và thịnh vượng. Bên cạnh đó, làm từ thiện và giúp đỡ những người xung quanh sẽ mang lại những phước lành bất ngờ cho quý vị. Hành động này không chỉ giúp cải thiện cuộc sống của người khác, mà còn là cách để quý vị tích lũy được nhiều may mắn cho bản thân. Hãy tham gia vào các hoạt động cộng đồng như quyên góp, giúp đỡ những người khó khăn, hoặc tham gia các hoạt động tình nguyện. Những việc làm nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa này sẽ mang lại niềm vui cho người khác và đồng thời làm cho tâm hồn quý vị trở nên nhẹ nhàng hơn. Một yếu tố quan trọng không kém là duy trì sự cân bằng trong cuộc sống. Hãy lắng nghe cơ thể và tâm hồn của mình, tìm cách để giảm bớt căng thẳng và lo âu. Dành thời gian cho những sở thích cá nhân hoặc tham gia vào các hoạt động thể chất như yoga, đi bộ hay thiền định sẽ giúp quý vị tìm thấy sự bình yên nội tại. Thực hành lòng biết ơn và duy trì một tâm thế lạc quan sẽ giúp quý vị dễ dàng vượt qua những khó khăn và thách thức, đồng thời thu hút những điều tốt đẹp vào cuộc sống. Cuối cùng, hãy nuôi dưỡng một tinh thần lạc quan và bình thản trước mọi biến động. Đôi khi, những điều không mong muốn xảy ra có thể là bài học quý giá giúp quý vị trưởng thành hơn. Hãy tin rằng, mọi khó khăn đều có lý do của nó và sẽ dẫn đến những cơ hội mới. Quý vị có thể tự tạo ra cho mình một nguồn năng lượng tích cực và từ đó biến những vận hạn thành động lực để phát triển. Năm 2024 sẽ là một hành trình đáng nhớ nếu quý vị biết cách hóa giải vận hạn một cách khéo léo và thông minh. Hãy chăm sóc bản thân, yêu thương gia đình và tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Như vậy, quý vị sẽ có thể bước sang năm mới với tâm thế vững vàng, sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp đang chờ đón mình. Thưa quý vị, Phật dạy rằng, gia đình hòa thuận, vạn sự hưng thịnh. Câu nói giản dị nhưng sâu sắc này chính là chân lý mà mọi người, đặc biệt là tuổi Kỷ Hợi cần ghi nhớ. Gia đình không chỉ là mái ấm mà còn là nền tảng vững chắc cho hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Nơi đây, quý vị không chỉ tìm thấy sự an lành mà còn nhận được nguồn động lực to lớn giúp vượt qua mọi thử thách. Phật cũng nhấn mạnh rằng, hạnh phúc gia đình được xây dựng trên nền tảng của yêu thương,
thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau khi mỗi thành viên trong gia đình biết sống vì nhau, biết nhường nhịn và khoan dung trước những mâu thuẫn nhỏ nhặt, hạnh phúc sẽ tự nhiên len lỏi vào từng khoảnh khắc của cuộc sống. Một gia đình tràn đầy hạnh phúc không nhất thiết phải giàu sang, mà là sự đoàn kết, yêu thương và sự sẻ chia chân thành trong cuộc sống bận rộn ngày nay. Khi mà công việc và những lo toan hàng ngày thường chiếm lấy phần lớn thời gian và tâm trí, quý vị dễ dàng quên đi giá trị vô giá của việc dành thời gian cho gia đình. Hãy nhớ rằng, dù cho cuộc sống có hối hả đến đâu, gia đình vẫn luôn là nơi quan trọng nhất mà quý vị cần ưu tiên. Hạnh phúc thực sự chỉ đến khi gia đình được xây dựng trên nền tảng của tình yêu thương và sự gắn kết, nơi mà mọi thành viên cùng nhau xây dựng và vun đắp những kỷ niệm đẹp. Để gìn giữ sự hòa thuận trong gia đình, mỗi người cần đóng góp công sức và tâm huyết của mình. Đôi khi, chỉ cần những bữa cơm quây quần bên nhau, những câu chuyện được sẻ chia hay những phút giây tĩnh lặng bên cạnh nhau cũng đủ để hàn gắn mọi khoảng cách và làm sâu sắc thêm tình cảm. Hãy dành thời gian để lắng nghe nhau, chia sẻ những suy nghĩ, ước mơ và nỗi niềm của từng thành viên. Những cuộc trò chuyện ý nghĩa sẽ không chỉ giúp tăng cường tình cảm mà còn tạo nên sự gắn bó và thấu hiểu. Phật cũng dạy rằng, người biết vun đắp hạnh phúc gia đình sẽ được hưởng phước lành lâu dài. Vì vậy, trong những tháng cuối năm này, quý vị hãy chú trọng đến việc tạo ra một không gian hòa thuận, ấm cúng trong gia đình. Những buổi tiệc nhỏ, những chuyến đi chơi hay đơn giản chỉ là những buổi tối cùng nhau xem phim, cũng là những cơ hội quý báu để thắt chặt tình cảm. Sự yêu thương và tôn trọng lẫn nhau sẽ trở thành sức mạnh, giúp gia đình quý vị vững vàng hơn trước mọi thử thách và biến động của cuộc sống. Khi gia đình hòa thuận, mọi khó khăn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn và những niềm vui sẽ nhân đôi. Hãy để tình yêu thương chảy tràn trong mọi ngóc ngách của ngôi nhà và những nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt mỗi thành viên. Bằng cách này, quý vị không chỉ tạo ra một mái ấm hạnh phúc mà còn góp phần làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn, là nguồn động lực để hướng tới tương lai với niềm tin và hy vọng. Tử vi của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 từ nay tới Tết 2025 thực sự hứa hẹn nhiều điều tích cực và tốt đẹp. Những khó khăn, thử thách mà quý vị đã trải qua sẽ dần qua đi, nhường chỗ cho những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, sự ổn định tài chính và hạnh phúc tràn đầy trong gia đình. Hãy tin rằng, với sự kiên trì và nỗ lực, quý vị hoàn toàn có thể viết nên những trang mới cho cuộc đời mình. Trong hành trình này, đừng quên ghi nhớ những lời dạy quý báu về hạnh phúc gia đình, sự yêu thương, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa của một mái ấm vững bền. Hãy chăm sóc và vun đắp cho những mối quan hệ trong gia đình, để mỗi khoảnh khắc bên nhau trở nên ý nghĩa và đáng trân trọng. Hạnh phúc không chỉ là đích đến mà còn là hành trình mà mỗi thành viên trong gia đình cùng nhau sẻ chia. Nếu quý vị cảm thấy nội dung này hữu ích và có giá trị, hãy lan tỏa thông điệp tích cực này bằng cách like, share và đăng ký kênh Minh Đường Tử Vi. Đừng bỏ lỡ những video thú vị và bổ ích khác mà chúng tôi sẽ mang đến, giúp quý vị hiểu rõ hơn về vận mệnh của mình và những điều cần lưu ý trong cuộc sống. Chúc quý vị một mùa Tết an khang, thịnh vượng và luôn tràn đầy hạnh phúc bên gia đình. Hãy để những ước mơ và hy vọng bay cao trong năm mới cùng nhau viết tiếp câu chuyện hạnh phúc và thành công của chính mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.